Xin kính chào tất cả quý vị các bạn cùng đam mê audio trên mọi miền tổ quốc nhé. Quý vị và các bạn đã biết DAC giải mã một trong những thiết bị không thể thiếu trong mọi dàn âm thanh của anh em. Đó, anh em có thể chơi những cái bộ chuyển đổi quang thông thường nhưng chất lượng thì lại không đảm bảo mà giá thành thì cũng rất là cao. Vì hôm nay thì con mình audio sẽ giới thiệu với quý vị các bạn dòng DAC giải mã mini của hãng Silet để anh em có thể tham khảo để thay thế những cái bộ chuyển đổi quang thông thường. Và những dòng này thì giá thành cũng rất là phù hợp cho với anh em thôi, và chất lượng thì mang lại thì rất là tốt. Anh em rất nhiều anh em đã chơi những dòng này và đánh giá rất cao về chất lượng của mang lại anh em nha. Nhỏ gọn trong rất là nhỏ gọn thôi. Đó, như anh em tham khảo trên màn hình anh em, tôi đã có hai cái mẫu DAC giải mã mini của hãng Gillet anh em nha. Đó. Đó. Đấy, rất là nhỏ gọn anh em nhìn này. Đó, dòng này thì rất là nhỏ gọn nó. Đấy, một mã mẫu này và một mẫu này anh em nha. Một dòng anh em nhìn có sự khác biệt luôn. Đó, một dòng này thì sẽ không có Bluetooth, còn dòng này thì có tích hợp Bluetooth, và Bluetooth dùng này thì chất lượng rất là tốt. Tôi đã test thử rồi, chất lượng rất khoảng cách xa và chất lượng rất là tốt. Đầu tiên là giới thiệu với anh em cái dòng giải mã Billy. Đó, con này anh em theo. Dòng này là của hãng Gillet rồi. Đó anh em nhá. Gillet thì anh em đã biết rồi, là một trong những hãng mà sản xuất thiết bị âm thanh cũng rất là lớn trên thế giới anh em nhá. Đó. Một bộ một con DAC giải mã mini Gillet này như thông số của nhà sản xuất đưa ra là giải mã đến 24 bit và tần số lấy mẫu lên đến 192 kHz anh em nhá. Tần số lấy mẫu cũng vô cùng rất là lớn anh em nhá. Đó, nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đó, anh em thấy không? Nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Nó chỉ to mới ngang với bộ chuyển đổi quang của anh em hoặc to hơn một chút thôi anh em nhá. Đó. Và phía trước thì đã được trang bị đây anh em nhìn này, một cổng tai phone này, nhờ đường ao ra một cổng tai phone này, tới cổng 3.5, một đèn báo nguồn, đèn báo nguồn và một volume tăng giảm âm lượng đây anh em. Dòng này thì anh em có thể tăng giảm âm lượng bình thường, nó không như những dòng chuyển đổi quang. Một số dòng thì anh em chỉ có thể tăng giảm âm lượng khi cắm tai nghe, tai phone. Còn dòng này khi anh em mà kết nối thiết bị từ ví dụ như từ tivi qua đường quang xuống con DAC giải mã này, sau đó ra mini thì anh em chỉnh được âm lượng bình thường anh em nhé. Đó, chỉnh được âm lượng. Đó, cải tiến hơn rất là nhiều và chất lượng tốt hơn nhiều so với những bộ chuyển đổi quang anh em nhé. Đó, mặt trước này, mặt trên này, ngang này. À, và đây phía sau này được trang bị một cổng nguồn DC 5V này và một cổng in ra có hai đường vào, đó là đường coaxial hoặc là cáp đồng trục này, và một đường optical là cáp quang anh em nhá. Đó, được trang bị hai cổng vào, và đây là nguồn ra, đường out ra, là con left right trái phải, đường hoa sen anh em nhá. Đấy, dòng này thì sử dụng cũng rất là dễ thôi anh em. Đó, anh em có thể thường là anh em kết nối cổng quang thì anh em cắm vào cổng này, đó cổng quang này, đó sau đó là ra đường hoa sen AV left right đây, đó rất là dễ kết nối anh em nhá, tăng giảm âm lượng. Đó, đầu tiên là dòng hai dòng mini và một dòng nữa là cũng là dòng DC giải mã mini, nhưng dòng này thì đã được tích hợp Bluetooth anh em nhìn này, đó đã có dòng Bluetooth, và dòng Bluetooth này chúng tôi đã test thử rất nhiều và nó có khoảng cách của nó sẽ được khoảng gần 20m anh em nhé, rất lớn, khoảng cách rất là xa, rất lớn, chất lượng đó, và chất lượng thì luôn luôn đảm bảo luôn. Đó, đây mặt trên anh em logo Gillet phía đằng trước ấy. Dòng này thì đằng trước được cũng được trang bị một cổng quang đây, một cổng quang này, một đèn nguồn này, một cổng USB. Dòng này sẽ đọc được USB thẻ nhớ nhưng chỉ một số định dạng anh em nhé, chứ không phải toàn bộ tất cả định dạng sẽ đọc được. Đó, và đây là red, đây là cổng đầu này là đọc điều khiển anh em nhé. Đó, mắt đọc điều khiển. Đó, dòng này thì có cả điều khiển anh em nhé, rất là tiện. Đó, đây, đường vào đây, coaxial đây, cáp đồng trục đây, và một đường cắm mic đây, anh em có thể hát trực tiếp karaoke qua con này đều được anh em nhé. Đấy, lỗ cắm mic đây. Đó, ngang đây. Đó, anh em nhìn này, vừa rồi thì chất lượng cải tiến hơn rất nhiều về mẫu mã, kể cả về hình thức bên ngoài. Đó, xung quanh được bo viền, mà hàng bo viền này rất là đẹp. Đó, anh em thấy không? Đó, phía sau đây là có một cổng dâu Bluetooth thì tôi đã cắm sẵn đây rồi, tôi đã lắp sẵn ở đây để cho anh em cùng tham khảo. Còn đây là một đường nguồn DC 5V này, một nút công tắc nguồn này, tắt bật này. Đó, và đường ra đây có đường out ra đây, có left ra đường hoa sen anh em, có left ra trái phải đây, và một cổng 3.5 đây anh em nhé. Đó, tổng quan đây anh em nhé, nhìn rất là nhỏ gọn trong lòng bàn tay thôi. Đó, và dòng này thì cũng giải mã 24 bit và tần số lấy mẫu cũng lên đến 192 kHz anh em nhé, rất là lớn, tần số lấy mẫu lên 192 kHz rất là lớn. Và phụ kiện đi kèm bao gồm đây, còn DAC giải mã mini, dòng không có dây quang, dòng không có Bluetooth thì sẽ có một con DAC giải mã này, một dây quang này, một adapter nguồn này,
adapter xin lỗi anh em nhé, một dây nguồn này và một cục nguồn DC 5V này, tôi sẽ tặng kèm cho anh em đó, đã đó, và một con DC giải mã có Bluetooth thì sẽ trang bị một cổng được trang bị do Bluetooth này, dây quang này, adapter nguồn này, dây nguồn, và đặc biệt dòng này thì có cả điều khiển anh em nhé, đó dòng này có cả điều khiển rất là tiện luôn, tiện lợi sử dụng, và điều khiển này có sẵn pin, anh em cứ về cứ thế mà sử dụng thôi, đó anh em nhé, đó là hai bộ sản phẩm và xin báo giá để cho anh em cùng tham khảo. Một con DC mini dòng nhỏ này mà không có Bluetooth thì sẽ có giá là 650.000 trên một bộ anh em nhé, rất là tốt, giá rất là tốt cho anh em chơi. Anh em một bộ chuyển quang bây giờ cũng giá vài trăm nghìn rồi, anh em thay thế những bộ chuyển quang đổi quang bằng những con DAC nhỏ này về để anh em chơi thì đảm bảo chất lượng hơn những con chuyển đổi quang rất nhiều đó, chỉ 650.000 trên một bộ như này, và một bộ có Bluetooth này thì giá cũng rất là tốt, 950.000 trên một bộ anh em nhé, 950.000 trên một bộ mà đầy đủ phụ kiện anh em đi cùng, anh em về cứ thế sử dụng thôi. Và chúng tôi sẽ ship code cho anh em toàn quốc anh em nhé, ship code cho anh toàn quốc với phí ship là 30.000 trên một đơn hàng. Anh em có anh em vui lòng thì đừng nên mặc cả trả giá làm gì đó, chúng tôi để giá cho anh em giá rất tốt rồi, chỉ 650.000 trên một bộ như này và 950.000 trên một bộ như này đó anh em nhé, và phí ship 30.000 trên một đơn hàng. Mọi thông tin anh em có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại 0944737321, hoặc anh em cũng có thể qua trực tiếp đúng cửa hàng của chúng tôi ở Hà Nội, chúng tôi có 3 cơ sở: Đống Đa, Hoàng Mai và Long Biên. Ngoài ra chúng tôi còn một cơ sở trong Sài Gòn quận 7 anh em nhé. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào mà cảm thấy video bổ ích và hữu ích xin vui lòng đăng ký kênh và nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp nhé. Xin chào.